Xin chào cả nhà, mình mới đưa một em Đề Bàn Ưng về Nhân Áo nha. Này là Nhân Áo hồi xưa mình bán về Đà Lạt, anh em về Đà Lạt nay có công việc người ta không có điều kiện để người ta chăm nữa, người ta gửi bán lại cho mình. Mình giờ mình mới vừa về đấy, mới lên ngã ba Dầu Dây lấy về đấy, xe Đà Lạt nó về tới đó nó giao cho mình phải lên trên đó lấy mấy chục cây số. Ngay em nó thì rất đẹp rồi ha. Ở đây đó, đó em ơi, sáng mai mình sẽ cho em đi chụp mồi cho các bác xem nha. Mai là mình về mình cho chụp mồi liền đây. Đây em Ngáo nha các bác, Ngáo này là đã săn rồi đấy chứ không phải ấy đâu, mà bán về cho anh em trên đó, em nó đi chơi kiển không, nó không có săn. Giờ mai cái đầu mình cho nó chụp mồi cho các bác coi. Ngáo ơi, Ngáo ơi, Ngáo ơi, ngày mai ba cho con ăn nha. Ngày mai ba cho ăn nha. Nhớ không, mai ba cho chụp mồi nha con ha. Xin chào các bác. Ngày nay hôm nay thì mình đi du lịch cho nên mình không có thu về, nay đầu mình mới thu địa bàn về, thì tiếp tục mình sẽ đưa lên cho các bác nào chơi thì cứ alo cho mình nha. Đây là chim non nuôi nha các bác, nuôi hai mùa rồi, đúng hai mùa đó nha. Con này đúng hai mùa rồi là mình chơi đã chơi rồi, mình bán về cho anh em cho Đà Lạt, nhưng giờ anh em Đà Lạt bán lại không có điều kiện chơi để bán là mình, hiện giờ mình cứ đem về. Ngáo ơi, Ngáo ơi, thôi ngày mai ba cho ăn nha con, mới về thì thôi không ăn, giờ tối rồi không chụp được, sáng mai ba cho chụp ba nha. Rồi các bác nào có nhu cầu thì alo cho mình qua số điện thoại 0916 77 3514 hoặc 0918 77 3514 cho các bác. Đây em ở đây, em nó có hai cặp lông đuôi mới thay xong. Mai ăn hay con ha. Ngáo ơi, Ngáo ơi, mai ăn nha con. Mai ăn nha. Rồi xin chào bạn rồi các bác nha. Các bác nào có nhu cầu thì mai alo cho mình nha, qua số điện thoại 0916 77 3514 hoặc 0918 77 3514 cho các bác.